Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Tổng thống Trump sẽ không đóng cửa nước Mỹ lần nữa dù số ca Covid-19 tăng. Thêm 1.5 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua. Bộ Tư pháp kiện cựu cố vấn John Bolton về cuốn hồi ký mới. Khối G7 kêu gọi Trung Quốc xét lại dự luật an ninh Hồng Kông. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 nói rằng nước Mỹ sẽ không có biện pháp đóng cửa trở lại dù rằng một số tiểu bang đang báo cáo có gia tăng trong số người bị nhiễm COVID-19. Chúng ta sẽ không đóng cửa quốc gia lần nữa. Chúng ta không phải làm điều này. Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Fox News Channel theo bản tin của hãng thông tấn Reuters. Phát biểu của Tổng thống được đưa ra sau khi Cố vấn Kinh tế Tòa Bạch Ốc Larry Kudrow và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đều nói rằng nước Mỹ không thể nào đóng cửa nền kinh tế của mình một lần nữa. Trong cuộc điện đàm với các thống đốc, Phó Tổng thống Mike Pence khuyến khích họ hãy lặp lại điều mà chính phủ đưa ra là có sự gia tăng trong số ca bệnh là vì gia tăng trong số người được thử nghiệm. Tờ New York Times loan tin này cũng đưa ra kết quả một cuộc phân tích cho thấy số trường hợp bệnh vượt hơn con số trung bình của người được thử nghiệm ở ít nhất là 14 tiểu bang. Các tiệm ăn, phòng tập thể dục, trường học và các địa điểm khác bị đóng cửa từ tháng 3 khi đại dịch Covid-19 bùng ra ở Mỹ. Vốn cho đến nay đã làm ít nhất là 2.16 triệu người Mỹ bị bệnh và làm thiệt mạng ít nhất là 118.000 người. Hàng triệu người Mỹ lâm vào tình trạng thất nghiệp do dịch bệnh. Tổng thống Trump trước đó ca ngợi sự phát triển của kinh tế Mỹ, coi điều này là một trong những yếu tố chính để thu hút phiếu cử tri của Mỹ trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 tới đây. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin khác, thì khoảng 1.5 triệu người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp tuần qua, một con số còn rất cao so với mức trung bình nhiều năm qua. Dù rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục mở lại và nhiều doanh nghiệp gọi nhân viên đi làm trở lại, Báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ đưa ra vào sáng ngày thứ năm, ngày 18 tháng 6, đánh dấu 11 tuần liên tục có sự sụt giảm về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi đã tăng lên mức cao nhất là gần 7 triệu hồi tháng 3, khi Covid-19 khiến phần lớn nền kinh tế của Mỹ phải đóng cửa và làm hàng chục triệu người Mỹ phải bị nghỉ việc. Mức sụt giảm về số đơn tuần qua cũng ít hơn so với tuần trước đó, chỉ giảm khoảng 58.000 Tổng số người hiện đang nhận trợ cấp thất nghiệp cũng thấy có giảm đôi chút, phản ánh sự kiện là đang có nhiều người đi làm trở lại. Nói chung, thị trường lao động có vẻ đang khởi sự một cuộc phục hồi, tuy rằng có sự chậm chạp. Hồi tháng 5, thì giới chủ nhân tạo thêm 2.5 triệu việc làm. Sự gia tăng cho thấy tình trạng hãng xưởng thải nhân viên đã xuống tới đấy và nay đang dần đi lên. Mức thất nghiệp giảm từ 14.7% xuống còn 13.3%, nhưng vẫn còn cao ngay cả với sự gia tăng về việc làm trong tháng 5, vẫn còn có khoảng 21 triệu người dân Mỹ được coi là thất nghiệp. Và nếu kể luôn những người mà chính phủ đã nói được xếp loại sai hồi tháng 5 cũng là những người bị mất việc mà chưa đi kiếm việc làm khác. Các kinh tế gia đã nói số người thất nghiệp ở Mỹ là 32.5 triệu người. Báo cáo vào hôm thứ Năm cũng cho thấy 760.000 người khác nộp đơn trong chương trình trợ giúp mới dành cho giới lao động tự do. Đây là những người không được kể vào danh sách thất nghiệp. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đệ đơn kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia là John Bolton, một động thái mà truyền thông của Hoa Kỳ nói rằng nhằm ngăn chặn ông Bolton xuất bản cuốn hồi ký mới về nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng, với lý do là cuốn sách chứa thông tin mật có thể làm tổn hại đến an ninh quốc gia. CBS đã dẫn tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ nói việc ông Bolton xuất bản cuốn vi phạm rõ ràng hợp đồng làm việc mà ông đã ký. Cuốn sách mang tên là The Room Where It Happened, tạm dịch là căn phòng nơi chuyện xảy ra. Dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 23 tháng 6 tới đây. Các ứng bản đã được chuyển đến nhà kho. Hồi đầu tháng này, luật sư của Bolton cho biết Nhà Trắng vẫn chưa đồng ý về cuốn sách, nhưng luật sư này viết cho Wall Street Journal rằng nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC đã xem xét cuốn sách và nói ông Bolton vào cuối tháng 4 rằng bà đã gửi cho ông bản chỉnh sửa cuối cùng. Tuy nhiên, hồ sơ kiện của Bộ Tư pháp nói ông Bolton đã không hài lòng với tốc độ xem xét của Hội đồng An ninh Quốc gia và tự ý thực hiện bằng cách cứ xuất bản sách trước khi hoàn thành quá trình đánh giá trước khi xuất bản. Chính phủ liên bang muốn một thẩm phán ra lệnh cho Bolton phải thực hiện tất cả hành động trong khả năng quyền hạn để ngăn chặn việc xuất bản và phổ biến cuốn sách với bản thảo hiện nay. Chỉ vài giờ sau khi vụ kiện được đệ trình, thì ông Jody Hunt, người đứng đầu cơ quan dân sự của Bộ Tư pháp thông báo rằng ông sẽ rời khỏi vị trí này vào ngày 3 tháng 7. Một quan chức cao cấp của chính quyền đã xác nhận với CBS News. Ông Hunt được xác định là luật sư đứng đầu trong vụ kiện. Tại một cuộc họp nội các vào hôm thứ Hai, Tổng thống Trump bày tỏ sự bất mãn sâu sắc của ông đối với ông Bolton và cuốn sách của ông này. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đã đệ đơn kiện dân sự chống lại ông Bolton vào hôm thứ Ba, ngoài việc yêu cầu tòa án ra lệnh hoãn phát hành cuốn sách theo dự kiến. Quay sang phần tin đến từ Á Châu, thì nhóm 7 quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới kêu gọi Trung Quốc tái cân nhắc kế hoạch áp đặt luật an ninh cho Hồng Kông qua một bản tuyên bố chung đưa ra vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6. Đạo luật an ninh quốc gia này nhắm đến việc ngăn chặn các hoạt động ly khai mà Bắc Kinh cho rằng được tiếp xúc từ những biểu tình chống chính phủ kéo dài hàng tháng trời tại Hồng Kông. Trong tuyên bố, các ngoại trưởng khối G7 lên tiếng vô cùng quan tâm về quyết định của Trung Quốc và áp đặt luật an ninh đối với hồng kông vì hành động này là vi phạm luật căn bản của thành phố tự trị và giao ước giữa bắc kinh và thế giới thành viên khối g7 gồm có hoa kỳ canada pháp đức ý nhật bản và anh quốc phản ứng trước thông báo trên trung quốc lên tiếng kiên quyết phản đối kêu gọi của khối g7 về việc xét lại luật an ninh cho hồng kông ông dương khiết trì ủy viên của bộ chính trị và là người đặc trách ngoại giao của trung quốc nói rằng trung quốc kiên quyết phản đối lời nói và hành động của Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông, đồng thời nhất mực phản đối tuyên bố của các ngoại trưởng G7 về những gì liên quan đến cựu thuộc địa của Anh quốc. Ông Dương cũng nói những điều này trong cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Hawaii hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.